Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại channel của mình. Thì ở video hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một cái đội hình, đó là đội hình huyền thoại của Italia với rất nhiều các cầu thủ khuôn mặt giống thật này và chuẩn hai chân cũng như là đúng chiều cao đúng vị trí nhá. Ok, thì đầu tiên thì chúng ta phải kể đến đó là Francesco Totti. Đây là một tiền đạo xuất sắc của bóng đá Italia và đã thuận hai chân cầm 1m80 này. Thì đây là ngoài ra có cả De Piero này, Alexander De Piero, một tiền đạo cánh cũng thuận hai chân này. Tiếp đến đó là Roberto Baggio, cầu thủ có mái tóc bẩm ngựa rất là xuất sắc này. Tiếp theo đó là Andrea Pirlo này. Đấy, Andrea Pirlo là trung vệ, là một tiền vệ huyền thoại của bóng đá thế giới cũng như bóng đá Italia với chiều cao 1m77. Tiếp đến đó là Aquilani. Đấy, tiếp đến là Montolivo. Tiếp đến là trung vệ Nesta. Đó, nhìn rất là giống thật này. Và tiếp theo đó là Paolo Maldini. Tiếp theo đó là Fabio Cavano. Tiếp đến đó là hậu vệ cánh trái, đó là Sado. Đấy, khá giống thật. Đấy, đến cả thủ môn, đó là thủ môn Todo. Thủ môn này cũng được thuận hai chân luôn. Thì các bạn đã biết cái đội hình này mạnh như thế nào rồi. Đến cả thủ môn thì đã được móc thuận hai chân rồi. Ok, ngoài ra còn có một số cầu thủ đương đại, ví dụ như là Chiellini vẫn đang thi đấu cho câu lạc bộ Juventus này. Đấy, Paolo Cavano này, tiền đạo Zola cao 1m68 và cũng được thuận hai chân này. Trung vệ Paletta, Vieri, tiền đạo Vieri, Iquinata 1m91 này, cầu thủ Pele, cầu thủ này vẫn đang thi đấu ở Trung Quốc. Đấy, tiếp theo đó là Zambota, ngoài ra có rất nhiều các cầu thủ khác. Đây, full 32 cầu thủ nhá, huyền thoại các bạn nha. De Rossi, Buffon này. Đấy, các cầu thủ vẫn còn thi đấu này và được coi là huyền thoại của đá Italia nhá. Đấy, ngoài ra có cả Attori, cầu thủ này đã chết và mình đã để đây để tưởng nhớ anh. Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng vào test thử đội hình, sức mạnh của đội hình này. Thì các bạn xem được mình đá thì cái đội hình này mình thấy đá là rất là hay luôn. Đấy, các tiền đạo khá là xuất sắc vì đã được móc tận hai chân rồi. Các bạn hãy, bạn là fan của Italia thì hãy tải đội hình này về để chơi, cũng như là fan các tồn tại bóng đá thế giới. Đấy, ok, còn bàn thắng đơn giản của De Piero. Đây là máy mình lag chứ không phải bản mod này lag bạn nhá. Nên là các bạn hãy đừng nói là cái bản mod của mình lag, đó là máy của mình nó bị lag đấy, chứ không phải là bản mod của mình lag đâu. Ok, chúng ta cùng xem mặt các cầu thủ này. Đây, xem mặt các cầu thủ này. Đây là thủ thành nhá, rất là giống này. Nesta này, cầu thủ được mod mái tóc của Diego Rosa. Đấy, khá là giống thật này. Maldini là Maldini, trung vệ huyền thoại bóng đá thế giới này. Tiếp theo là Cannavaro này. Tất cả các cầu thủ này là mod cái mặt thì rất là giống thật luôn. Đấy, các bạn có thể thấy khá là giống luôn. Sado, Pirlo này. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu dẫn các bạn cách để có được đội hình này. Đầu tiên các bạn hãy bấm phần download này, thì nó hiện ra như một cái như thế này. Đấy, thì các bạn hãy lướt xuống. Đấy, các bạn tìm cái đội hình quốc gia huyền thoại. Thì ở trên là đội hình huyền thoại này, ở dưới là các câu lạc bộ huyền thoại này, và cuối cùng là các đội tuyển quốc gia huyền thoại này. Đấy, rất nhiều các đội hình huyền thoại luôn. Thì các bạn hãy chọn cái đội hình của bạn yêu thích. Còn ở đây mình sẽ chọn đội hình Italia huyền thoại. Đấy, khuôn mặt thật đây. Các bạn bấm vào cái link đấy và làm như mọi khi thôi, bấm vào cái link đầu tiên. Tiếp đến các bạn tích vào tôi không phải cái máy này. Đây, các bạn tích vào ô vuông này. Đấy, các bạn tích cho bao giờ nó được thì thôi. Nên nó hiện trong trang khác, các bạn lại vào này chọn chữ. Các bạn tích vào bao giờ thì các bạn làm như vậy, bao giờ nó được thì thôi. Đấy, như vậy là các bạn đến lần thứ 2, thứ 3 thì các bạn sẽ làm được thôi. Nên hiện dấu tích về này. Tiếp theo các bạn tích vào các bạn trên Galaxy. Đấy, các bạn tích vào đấy. Nên nó hay hiện sang một trang khác thì các bạn lại vào lại trang cũ.
và click lên cái country. Đấy, nếu nó hiện trong một trang khác này, các bạn lại vào lại trang cũ và click vào đấy, cứ bao giờ đâu thì thôi. Như vậy đã được rồi. Bước này thì bạn hãy đợi cho nó chạy về 0 giây. Đấy, bước này nó chạy về 0 giây này. Ok, rồi bạn sẽ bấm get link cho mình. Đây là phần get link này. Các bạn đã get link rồi. Đấy, nếu nó lại hiện trong trang khác thì các bạn lại vào lại trang cũ này và click get link. Như vậy là được rồi. Một cách lấy link rất là dễ dàng. Nhiều bạn hãy xem kỹ video của mình thì mới làm được. Nhiều bạn bảo là mình lấy link của mình khó lấy, nhưng mà mình thấy rất là dễ mà. Đấy, thì các bạn hãy download tải về cho mình cái link này. Đây là download nhé, Italia huyền thoại. Ok, như vậy là đã download rồi. Tiếp theo các bạn hãy vào cửa hàng ở đây, các bạn tải app Rajiver. Đấy, mình tải rồi, mình sẽ bấm mở luôn. Mở này. Tiếp theo các bạn sẽ vào phần download. Download này. Tiếp đến chọn cái phần Italia huyền thoại. Đây, bấm xem. Tiếp theo giữ chọn tiệp này này. Bấm sao chép này. Tiếp đến nó là bộ những thiết bị này. Android data các bạn dán vào. Áp dụng cho tất cả. Ok, như vậy là mình đã xong rồi. Còn bây giờ chúng ta chỉ cần phần vào game và chơi thôi. Vào game nhé. Đây là mình đã vẫn ở trong cái bản mod lần trước, mình mod cho các bạn xem ạ. Ở video trước mình đã mod cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cần vào game và test thử đội hình thôi. Đây, chúng ta đang vào game. Thì đây là cái đội hình nha. Đội hình Italia đây. Tất cả các cầu thủ đã đặt mod kit này, khuôn mặt này, chiều cao, vị trí là chuẩn tất. Đấy, các bạn làm thấy video này hay thì hãy để lại cho mình một lượt like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình. Bây giờ mình chúc bạn thành công. We'll be right back.